Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân có nhận được hai đơn hàng làm đá xi công trên chiếc nhẫn mà Classic huyền thoại 6 chấu với cái chất liệu là vàng 18K. Thì Quân quay cái video này với hai chế độ là không flash và flash để cho các bạn xem đá xi công như thế nào ở trên chiếc nhẫn vàng và khác nhau như thế nào trên chiếc nhẫn bạc ha. Đó. Thì chúng ta cùng quan sát qua một lần để về cái viên đá chủ này. Đây là một loại xi công trắng, và người Việt Nam mình á, trong cái người mà chơi đá thiên nhiên á, thì cũng hay nói là em của kim cương. Một cái loại đá có cái chiết xuất về độ trong suốt rất là cao, nó xếp hàng thứ 3 trong bảng xếp hạng về chiết xuất phản xạ của đá. Chúng ta có thể là xem rất là kỹ các giác cắt ha. Ở QNC thì các cái nguồn đá đó là thứ nhất đó là sạch, và thứ hai là rất tập trung vào trong các giác cắt cũng như tập trung vào trong cái kiểu mài đá. Tại vì Quân bán đá mà, cho nên Quân tập trung kỹ cái đó lắm. Các bạn có thể thấy được cái đáy luôn ha. Rồi bây giờ Quân ghép thêm cái video là có flash cho các bạn xem cái lửa bảy màu của viên đá chủ này khi mà các bạn vào những buổi tiệc hoặc là những cái vuốt tóc dưới trời nắng hoặc là dưới cái ánh đèn trong buổi dạ tiệc nha. Chào các bạn. Thì đây là một cái đoạn ghép về cái chiếc nhẫn mà Classic huyền thoại 6 chấu này với viên đá chủ là xi công trắng em của kim cương. Thì chúng ta cùng xem cái hiệu ứng của viên đá chủ này dưới cái ánh đèn vàng của điện thoại hoặc là dưới ánh đèn của một buổi dạ tiệc của các bạn quý bà, các bạn nữ xinh đẹp ha. Những bàn tay thon thả vuốt tóc hoặc là đưa tay lên ngắm đồng hồ hoặc đưa tay lên chống càm vân vân, các bạn thấy như thế nào? Cái loại đá quý thiên nhiên này em của kim cương đó. Rồi, Quân cũng quay tổng quan một vòng cho các bạn xem cái kiểu nhẫn nha. Đây, khi mà ở cái phiên bản vàng thì các bạn xem ha, cũng nhỏ nhẹ và giá thành bất ngờ lắm, không có bao nhiêu hết. Tiền công của nhẫn này á, thì tiền công vàng thì có khoảng 300.000 thôi. Còn vàng ra bao nhiêu thì mình tính bấy nhiêu. Thì vì có rất là nhiều cái đơn hàng á, là muốn tăng cái kích thước của cái đai lên đó. Cái đai là cái vành này nè các bạn. Có người á, thì họ thích cái đai đây, đai to hơn vì tay họ to đó. Còn có người thì thích cái đai mỏng như vậy. Thì cái vàng, cái chỉ vàng á, nó có sự thay đổi về trọng lượng nên nó là cái giá đó Quân không thể báo được. Còn đá của cái giá của viên đá chủ này là 650.000 cho đến 700.000 tùy theo cái màu sắc đá và cái độ tinh khiết đá. Nhưng mà khi mà nó ở cái dạng màu trắng này rồi thì nó sẽ còn có hai dòng thôi, màu trà và màu trắng. Thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái này và sẽ có cái mức giá phù hợp. Rồi, Quân xin kết thúc video ha.